đấy, nằm đi, đây tôi đại. Bộ rồi. Em cũng ăn. Ủa, đây dịp gì mà nhiều bánh trứng quá vậy? Dịp gì đâu, nay em đi nghe tiểu ông ăn. Ông này ăn bánh lâu rồi, mà nay ông có làm bánh trứng lần đầu á, nên mua một ít, có nhiều ủng hộ quán luôn. Trùng hợp ghê ha, hồi nãy Ánh Dương mới nói thèm bánh trứng, cái tự nhiên bây giờ có bánh trứng ăn rồi nè. À, em có mua để mà riêng cho chị nè. Tối về mà chị đói, thử lấy ăn nha. Còn nghĩa gì, chị là ăn chúng mọi người cho vui. Con chuột thì đã sang vậy. À không, phải là con chuột này để sập bẫy của tôi rồi chứ. Bây giờ thì bà muốn hỏi gì thì hỏi đi. Tôi chắc chắn suy nghĩ của tôi là đúng, không còn nghi ngờ gì nữa. Chị xuống đi, còn chị thì nói, để em lấy cho. Không sao, chị lấy được rồi. À. Cảm ơn em. Chị đọc nhanh vậy. Không. Chị thấy ở trong đây có mấy cái bài thơ với lại bài hát tình cảm. Rồi chị thấy sao? Thì cũng hay. Nhưng mà sao em viết cái đoạn đó vô sách vậy? Tại em có thói quen á, là mỗi khi em thấy cái gì hay là em sẽ chép liền bất cứ thứ gì ở trước mặt. Nên chỉ là trùng hợp. Trùng hợp thôi mà. Chị biết rồi. Ui, dễ thương quá. Anh Dương, OTP tôi á, có một... Không lẽ mình đoán sai rồi. Hải Dương đối xử tốt với mọi người tại vì cậu ấy là người như vậy. Từ ngày được tỏ tình, mình cứ như bị ám ảnh phải tìm ra ai là người đó. Anh Dương, riết rồi tự mình ảo tưởng hết chuyện này tới chuyện khác luôn. Anh Dương! Hả? Đang nghĩ gì vậy? Nghĩ gì đâu? Hôm nay hả, tôi thấy bà lạ lắm á nha. Lạ gì? Ủa? Đâu nóng sốt đâu. Hay lạ hả? Bà học nhiều quá, xong rồi hả, não nó giật, cái nó lắc lắc rồi. Não bà giật lắc lắc thì có. Nhìn bà hỏi là biết hả? Chưa tỉnh ngủ rồi. Đi, đi vệ sinh đúng không ạ? Ê mày, hôm nay là cái trận bóng đã nhất của đội mình trong tháng này luôn á. Ừ, nghĩ nhiên rồi. Ê, cô 3 điểm đấy của mày á. Ờ, đúng là... Trời, nó không phải ban. Đúng là tuần lại tao. Rồi trời nó cũng rộ. Tao là tao cho bọn nó chừa cái tật thích khinh thường người khác. Mới đầu trận á mày, tao thấy bọn nó khinh người rồi. Nên là tao cọc rồi đó. Không, không. Bọn... em thích anh hơn một năm nay rồi. Trận bóng nào của anh em cũng theo dõi hết á. Kể là lúc anh thắng hay là lúc anh thua, thì trong mắt em anh đều là giỏi nhất. Anh có thể cho em một cơ hội để làm quen với anh không? Ê, hình như là tao quên đồ ở sân bóng á. Nhìn tự nhiên thôi. Tu. Thực ra thì anh có người để thích rồi. Cảm ơn em nha, món quà này của em chắc anh không có nhận được. Ê, có người thích rồi cậy. Người anh thích có phải là Thúy Vi, hoa khôi của trường mình không? Em biết là con nhỏ đó nó hay đi theo thả thính anh lắm. Thực ra thì người này chắc là em không có biết đâu. Là ai mà sao em không biết? Là ai mà còn xinh đẹp hơn cả Thúy Vi nữa hả?
Bà nghĩ là ai vậy? Ai mà biết, nó bự quá vậy, muốn bị phát hiện á. Xin lỗi, xin lỗi. Chị là một người có nụ cười rất là rạng rỡ, mà còn thích giúp đỡ người khác nữa. Ê, bà coi Hoàng Phong đi chưa vậy? Đi rồi. Anh ghê, không có bị phát hiện. Không á hả, thì quê chết luôn á. Tính ra Hoàng Phong cũng hot quá ha. Này chắc là lời tỏ tình thứ ba trong tháng rồi đó. Hot gì, Hoàng Phong là phải dùng hai từ nổi tiếng mới đúng. Thử dự á, không phải dạng vừa đâu. Gì ghê vậy? Mà biết Insta của nó không? Trời đất ơi, tôi thiệt thắc mắc á, nếu không có tôi nha thì bà với ông Thiên Minh kia có khác gì hả? Sống thời kỳ đồ đá không hả? Làm gì tối cổ tới mức đó. Mà ông Thiên Minh á hả thì tôi còn hiểu được, chứ bà thiệt tình á là bà không biết dụ Hoàng Phong nó là hot boy nổi tiếng hả? Không. Yeah. Gần 500.000 follow á. Chưa hết đâu nha. Từng bài đăng hả, cả chục ngàn tim. Rồi trên Facebook hả, có riêng fan club nha. Lắm nè, tụi mình may mắn lắm á hả, mới có bạn là người nổi tiếng á nha. Tự hào đi. Gì mày? Ê, hình như tao để cái điện thoại quên ở lớp rồi. Đợi xíu nha, tao lên lấy cái xuống liền. Ê, nhanh lên nha. Biết rồi. Quên. Nè, anh mà không tránh ra là tôi la lên đó nha. La thì la đi, anh đâu có làm gì đâu. Nè, làm cái gì vậy? À, thì ra là anh Dương. Mình chỉ mời bạn nữ đi ăn thôi mà. Anh Dương rảnh không? Hay là đi với tụi mình đi. Nè, đừng có làm bậy nha. Tôi nói cho ông biết, ở đây gần phòng giáo viên á, tôi chỉ cần la lên một cái là chắc chắn là thầy cô sẽ ra. Nếu mà nhẹ thì mời phụ huynh, còn nếu mà nặng là đuổi học á. Nên biết điều thì biến giùm cái đi. Có gì đâu mà không rảnh, chỉ là một bữa ăn thôi mà hả? Nghĩ tôi không dám la lên hả? Đi chưa? Cảm ơn bà nha. Mình muốn gặp chuyện vậy cứ la lên đi, đừng sợ gì hết đó nha. Tôi biết rồi, thôi tôi đi về trước nha. Chị, em sống kiểu gì vậy? Thân là con trai, cao to khỏe mạnh mà đụng chuyện vậy không dám lên tiếng hả? Chị không ngờ là em hèn vậy luôn á. Hồi nãy em đang tập thể thao cho cố vô, rồi gặp chuyện chị biết đứng nhìn thì tập làm gì? Chị Dương, chị hôm qua chị hiểu lầm rồi, nghe em nói đã. Bây giờ em muốn nói gì mà chả được. Không phải là em đang biện minh cho mình. Thật sự là hôm qua em đang đeo tai nghe nên không có để ý xung quanh, chứ không phải em cố tình trơ mắt ra nhìn. Em nói xong rồi đúng không? Em đã hy vọng là một ngày nào đó chị sẽ nhớ ra em là ai. Nhưng em không thể cứ im lặng rồi để chị hiểu lầm và ghét em được. Nói gì vậy? Chị còn nhớ thằng bé mà chị đã giúp cách đây 10 năm về trước không? Ê, đi đâu đó? Chỗ này của tao, không phải chỗ mày, biến đi.
người khác vui lắm hả? Lạ là nhỏ này. Thì sao? Lần nào ăn thiếu người khác nữa thì lần nào đánh, đánh mạnh hơn lần trước nữa đó. Tụi tao là con trai, không có ăn hiếp con gái như mày. Đi, đi. Không đánh lại việc nó. Có sao rồi? Xem nè, mẹ chị dặn ăn đồ ngọt chưa, sẽ bình tĩnh hơn đó. Cảm ơn trời. Em là con trai, em phải mạnh mẽ hơn, chứ không là người ta đánh em hoài đó, biết chưa? Dạ. Em phải mạnh mẽ lên, bảo vệ người em yêu quý nhất chứ. Cậu bé đó là em á hả? Ừ, là em. Chính nhờ câu nói của chị mà em mới chăm tập thể thao, mới cố gắng rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ được người mà em yêu quý. Nên làm sao có chuyện em thấy chuyện như vậy mà em làm ngơ được. Thật sự là hôm qua em không thấy nên em mới không giúp. Thầy Dương à, chị tên em. À, em nhận ra chị từ khi nào? Từ đầu. Từ đầu hả? Vậy sao em không nói cho chị biết? Thì em nghĩ là chị sẽ nhận ra em. Không ngờ là phải em tự nói chị mới nhớ. Chuyện cũng 10 năm rồi á, nên là chị không nhớ được. Nhưng mà em nhớ được. Thôi được rồi, chuyện cũ mình bỏ qua đi. Chỉ cần chị không hiểu lầm em nữa là em yên tâm rồi. Chị xin lỗi nha. Hôm qua chị chưa hỏi gì rõ ràng hết mà chị đã chửi em rồi. Hôm qua là em buồn lắm luôn á. Lỗi mà. Chị xin lỗi không vậy thôi à? Phải bù đắp gì cho em đi chứ. Chị em ăn sáng chưa? Chị mời em đi ăn sáng. Hả? À, tí nữa em có việc bận rồi. Nhờ bữa này em sẽ giữ lại. Bữa sau nhất định là chị mời em đi ăn đó. Tiếp. Có bay tìm người sao ẩn mình nơi đâu chẳng tìm được em ơi.